Chào các em, hôm nay chúng ta đến với Unit 4 My Neighborhood Lesson 3 A Closer Look Through. Thường lệ trước khi đi vào bài mới, cô sẽ có một trò chơi Kim Game. Cô sẽ run ru đi work. Noisy, boring, busy, quiet, rowdy, peaceful, expensive, modern, cheap, exciting. Mấy em quan sát trong vòng 1 phút. Rồi bây giờ cô mời hai nhóm lên bảng ghi những từ này cho cô. Group A and Group B, go to the board right, đi work on the board for me please. Rồi sau khi hai nhóm đã ghi xong rồi, chúng ta bắt đầu sửa nhé. Noisy, right, wrong, left. Boring, right. Quiet, right. Busy, right. Peaceful, right. Expensive, right. Rowdy, right. Modern, right. Cheap, right. Exciting, right. Are they effective? Yes, they are. We use them to compare two people or things in our neighborhood. My neighborhood is the title we study today. Unit 4, My Neighborhood, Lesson 3, A Closer Look Through. Copy down, please. Như thường lệ, trước khi đi vào bài mới, cô cung cấp một số từ vựng cho chúng ta. Look at the picture. Tall. Tall, 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 Vietnamese, cao. Look at the picture, vàng thì nó thường thường là mua nó mắc ha. Expensive, 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 wear the dress. Second, Vietnamese, đắt tiền hay là mắc. Look at the picture, seafood, seafood, seafood. Wear the dress, the first, Vietnamese, hải sản. Hải sản thì ăn vào thì delicious, khỏi phải chê ha. Delicious, delicious, delicious. Wear the dress. Second, what does it mean? Ngon tuyệt, tuyệt vời. Look at the picture, ngôi nhà này rộng hay là hẹp mấy em? Wide, 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 là rất là rộng. Rồi ngôi nhà này rộng mà rất là yên ắng ha, rất là bình yên. Peaceful, 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 peaceful. Wear the dress first, Vietnamese, yên bình, bình yên. Rồi thời tiết ở đây thì rất là tuyệt ha. Weather, 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 weather. Wear the dress first, Vietnamese, thời tiết. Look at the picture. Traffic, 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 traffic. Wear the dress first, Vietnamese, giao thông, xe cộ. Copy down please. Tall, tall, tall. Expensive, expensive, expensive. Seafood, seafood, seafood. Delicious, delicious, delicious. White, white, white. Peaceful, peaceful, peaceful. Weather, weather, weather. Traffic, traffic, traffic. Tom, Mary. Tom say, Tom is taller than Mary. Tom. Subject 1. A. B. B là am, er, taller. Short adjective cộng er, er, than. Mary. Subject 2. Đây là so sánh của short adjective, so sánh của tính từ ngắn ha. Rồi, look at the picture.
House in a city is normally more expensive than a house in the countryside. A house. Subject 1. E. B. More. Expensive. Long adjective. Than. A house. Subject 2. Đây là long adjective. Vậy thì chúng ta học comparative adjective. Remember, we can use comparative adjective to compare to people or things. Copy down, please. Đây là một cái bảng mô tả chi tiết ha. À, một tính từ một vần, one syllable, thì động từ á, tính từ nguyên mẫu, tính từ so sánh, rồi cái luật của nó là cộng r. Ở sau nó có chữ e thì mấy em chỉ cộng thêm chữ r. Ở đây chữ hot ha, nó thiếu một phụ âm, mấy em sẽ gấp đôi phụ âm. Rồi tính từ hai vần thì tính từ hai vần này nó sẽ có hai, có cái trường hợp đặc biệt như cái chữ noisy này nè, thì mấy em không để chữ more ở đằng trước, hoặc là chữ quiet mấy em không để more ở đằng trước mà mấy em coi giống như tính từ một vần ha. Nhưng chữ modern thì mấy em coi như tính từ hai vần ha. Tính từ dài là tính từ hai vần trở lên ha. Rồi tính từ ba vần trở lên thì khỏi phải bàn cãi, mình chỉ để chữ more ở đằng trước ha. Rồi đây là công thức chung của nó. Copy down. Trong tiếng Anh cái gì nó cũng có trường hợp ngoại lệ ha. Ví dụ như tính từ ngắn một vần, chữ good thì mình qua đây mình dùng là better, mình không có dùng là gooder. Bad thì mình were. Far thì farther hoặc là further. Much, many thì mình dùng là more. Little thì mình dùng là less, chứ mình không dùng là littler ha. Little l mình không có dùng vậy, mình dùng less. Rồi tính từ hai vần, tính từ hai vần mà nó bất quy tắc, nó được coi như là tính từ một vần. Đây là một số tính từ ha. Tính từ hai vần mà được xem như tính từ ngắn ha. Nó được chia, được nó được xem như là tính từ ngắn. Đây. Công thức của nó, luật của nó cũng giống như cách tính từ ngắn ha. Rồi mấy em chép bài vào. Rồi mấy em thấy chữ led không? À. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ complete the following sentence with the compare form, the form of the adjective in the bracket. Ha, bây giờ chúng ta nhìn cái bức tranh, hai bức tranh này. This building is tall, that building. Bây giờ mấy em thấy cái bức tranh này ha, mấy cái ngôi nhà này, mấy cái tòa nhà này với mấy cái tòa nhà này, thì cái tòa nhà nào lớn? Đây, tòa nhà này là cao hơn thì mình dùng là taller. Rồi bây giờ chúng ta sẽ so sánh ha. Neighborhood và my neighborhood và your neighborhood, mấy em thấy không? À, noisy thì mấy em thấy rằng cái neighborhood này nè, your neighborhood này thì sao? Với my neighborhood nè, my neighborhood nè, còn your neighborhood nè, thì mình sẽ so sánh là my neighborhood is noisier than your neighborhood ha. Đây tính từ ngắn, tính từ dài hai vần nhưng mà tận cùng bằng y, mình đổi y thành r nha. Thành đổi y dài thành y ngắn thêm r nha. Rồi. Chúng ta nhìn thấy hai cái square này, một cái square này là ở Hà Nội, một cái square này ở Hội An, thì ở big cái nào lớn hơn? Ở Hà Nội big hơn thì mình nói sao? Đây, tính từ big này là một vần. The square in Hà Nội is bigger than square in Hội An. Rồi. Rồi mấy em thấy, nhìn lại hai bức tranh này, ở đây là thành phố,
Và ở đây miền quê nó cho là peaceful. Peaceful thì mình sẽ so sánh sao? Ở miền quê thì như thế nào? Đây là tính từ dài ha, tính từ dài thì mình so sánh sao? Thì dễ thôi. Living in the countryside is more peaceful than living in a city. Ha, tính từ dài thì mình sẽ thêm more đằng trước. Rồi. Ở đây cũng hai tranh này. Cuộc sống ở thành phố và cuộc sống ở miền quê. Cuộc sống ở miền quê. Cuộc sống ở thành phố thì như thế nào? Exciting. Exciting này là long adjective, tính từ dài cho nên mình dùng more. Nói lại, tính từ thôn, tính từ ngắn thì mình cộng er. Noisy, tính từ dài hai bằng nhưng mà tận cùng bằng y dài đổi thành y ngắn, thêm y và thêm er. Y er. Rồi big thì là tính từ ngắn nhưng mà phụ âm chỉ có một phụ âm thì gấp đôi phụ âm. Còn peaceful với exciting nó là tính từ dài cho nên mình dùng là more than. Rồi copy down please. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tương tự, chúng ta sẽ nhìn vô bảng công thức đây ha. Chúng ta sẽ yield the correct form of the word in the bracket to complete the letter. Bây giờ cái lá thư của Vi gửi cho Nick, chúng ta sẽ có chữ hot nè là tính từ ngắn nè, small là tính từ ngắn nè, old là tính từ ngắn nè, white tính từ ngắn nè, cheap tính từ ngắn nè, rồi cái delicious này là tính từ dài ha. À, tính từ ngắn thì mình tính theo cái công thức của tính từ ngắn, tính từ dài thì mình tính theo cái công thức của tính từ dài. Đây, hot thì hotter, small smaller, old older, wide wider than, phải không? Delicious thì mình lấy là more delicious than and cheaper than ha. Đó. Mấy em thấy tính từ dài như delicious nè là tính từ dài thì mình dùng more. Còn lại là mình cộng er. Ví dụ như cái này, chữ hot này nó có một cái phụ âm thì mình gấp đôi phụ âm. Còn small này nó đầy đủ hai phụ âm thì khỏi. Ví như older này nó hai phụ âm thì mình không có gấp đôi. Còn cái chữ y này nó đã có chữ e sẵn rồi thì mình khỏi, mình chỉ thêm chữ r thôi. Chip này nó có hai nè, từ y này qua thì nó đủ rồi thì mình chỉ thêm er. Rồi copy down. Và mấy em thấy cái chữ led này không? Chữ led này nè là ít hơn đó. À, ít. Đó, mấy em thấy. Where is it? Bình Minh, Long Sơn. Let's compare the two neighborhood. Bắt đầu chúng ta hãy so sánh giữa hai cái nơi này ha. Đây công thức này. Bình Minh is noisier than Long Sơn. Thấy không? Thấy Bình Minh thì nó ồn ào hơn Long Sơn. Noisier. Đó. Bây giờ chúng ta qua mấy cái cặp nhóm này, rowdy. Thì mình nói là Bình Minh is more rowdy than Long Sơn. Bây giờ chúng ta peaceful thì chúng ta nói là sao? Long Sơn is more peaceful than Bình Minh. Quiet là tính từ dài đó, là hai bằng nhưng mà quiet này là trường hợp đặc biệt thì chúng ta không để more nha, mà chúng ta sẽ là Long Sơn is quieter than Bình Minh. Đó, cái chữ quiet mấy em để ý nha. Modern cũng là từ hai bằng ha, tính từ dài nhưng mà nó lại dùng more. Bình Minh is more than Long Sơn. Busy cũng hai bằng nhưng mà tận cùng bằng chữ y dài thì chúng ta không dùng more ha, mà chúng ta busier than Long Sơn. Bình Minh is busier than Long Sơn. Boring. Long Sơn is more boring than Bình Minh. Đó. Copy now please. Bây giờ work in pair. À, hai bạn ask and answer question about Bình Minh and Long Sơn. Neighborhood using the big
picture in tree. Bây giờ word in pair nha, nói gì? Bạn A sẽ hỏi y bình minh nói gì ở đèn lồng sớm. Bạn B mới nói yes, it's y. Được không mấy con? À. Rồi bây giờ mó đành với bạn A mới hỏi y long sơn mó đành đen bình minh. No, it isn't. Rồi cô mời group number 1, number 2, number 1 you ask, number 2 you answer. With the work on the board. Mấy em luyện tập cho cô, practice. Rồi bây giờ bạn A sẽ hỏi coi y bình minh more peaceful than long sớm. Bạn B nói no it isn't. Quiet coi. Y long sớm quieter than bình minh. Yes it is. Rồi cô mời vài cặp đứng dậy đứng trước lớp nói cho cô nha. Rồi bây giờ mình work in pair, ask and answer about your neighborhood. Bây giờ mình sẽ nói về cái khu vực của mình chứ không có còn Long Sơn và Bình Minh nữa ha. Ví dụ như Mỹ Hòa Hưng với Đông Xuyên của mình nè ha, ở Long Xuyên đó thì mình nói là sao? Y Mỹ Hòa Hưng more peaceful than Mỹ Long đó. Yes it's y. À, mình nói trực tiếp rồi. Rồi y Mỹ Hòa Hưng more rowdy than Mỹ Long. No, it isn't. À, cô kêu dài cặp lên, mình nói về cái trường của mình với trường của bạn nè, lớp của mình với lớp của bạn, so sánh. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ remember comparative, so sánh hơn nha. Hôm nay chúng ta sẽ học so sánh hơn của tính từ ngắn và tính từ dài. Tính từ ngắn thì khỏi bàn, mà tính từ dài chúng ta bàn ha, là hai vần đó, ở hai vần, ba vần trở lên chúng ta cũng không bàn, mà chúng ta bàn ở hai vần. Hai vần có một số từ được chia giống như là tính từ ngắn, còn lại thì chúng ta dùng more than ha. Rồi, ý nghĩa người vật này hơn vật kia ở điểm nào đó. Công thức ha, đây chủ ngữ be, short answer, short adjective er than, chủ ngữ cộng to be more, long adjective than. Ví dụ Mary is taller than Gina, hoặc là my hat is more expensive than her hat. Đó. Rồi, homework là write and learn vocabulary compare adjective by her. Vậy nhớ lại cái công thức của so sánh hơn này ha. Rồi do exercise 1, 2, 3 lại. Rồi chuẩn bị bài 4 cho cô. Có 8 từ này, chúng ta về cho nghĩa tiếng Việt của nó và tìm cái cách đọc cái dấu nhấn á. Mấy em đọc xong rồi tìm cái dấu nhấn coi nó để ở đâu, giống như thường ngày cái dấu ô vuông của cô á, giống như cô cái dấu ô vuông mà cô để ở đâu. Rồi, tạm biệt mấy em. Chúc mấy em chăm ngoan học giỏi, luôn luôn ủng hộ cái kênh Đưa Đò TV của cô. Mấy em share, like, subscribe cho cô. Mấy em đăng ký thì mấy em sẽ được nhận được nhiều video mới của cô. Goodbye, see you later.